Thân mến, chào mừng các bạn tiếp tục trở lại kênh học tiếng Anh miễn phí cùng Mr. Long Linh. Hôm nay chúng ta tiếp tục với các phần của Unit 2 các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta đã sang phần Speaking, phần luyện nói. Và trước khi vào luyện nói này, mong các bạn nhấn đăng ký kênh để các bạn không bỏ lỡ nhiều video hay. Và bản thân mình có nhiều video, ra cho các bạn để các bạn có được bài học và bản thân mình cũng có nhiều niềm vui. Rồi, một lần nữa mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Vậy thì trong cái phần Speaking này, trước hết chúng ta sẽ làm bài tập số 1 của phần luyện nói này. Cái phần bài tập số 1 của phần luyện nói này rất là hay các bạn. Nó là một cái bài mà tôi đánh giá là một trong những cái bài rất là nền tảng trong cả quá trình chúng ta luyện nói tiếng Anh giao tiếp đó các bạn. Vậy thì sang cái phần luyện nói này, mình sẽ cố gắng hướng dẫn các bạn phát âm và luyện để các bạn nói một thứ tiếng Anh chuẩn, một thứ tiếng Anh của không phải là một cái Vietnamese English mà nó hoặc là American English hoặc là British English, chứ không thể là một cái tiếng Anh của người Việt được. Và đương nhiên cái nhấn âm cũng như là những cái trọng âm cũng như là cái liên kết của các từ trong câu mình cũng cố gắng liên quan hướng dẫn các bạn giải quyết nốt tất cả những cái phần mà các bạn bị vướng. Và đương nhiên không phải một cái video này mà các bạn có thể tiến bộ lên được, mà các bạn có thể xem nhiều cái video về luyện nói thì các bạn sẽ nhanh chóng tiến bộ và mình tin tưởng các bạn làm được. Rồi, bây giờ mình không muốn mất nhiều thời gian các bạn nữa, mình đi vào cái phần bài tập số 1 của các bạn này. Cái phần bài tập của một của chúng ta là người ta đề nghị mình á là diễn tả những cái ý tưởng đó, những ý tưởng này nó là một cái trong những được sử dụng rất là phổ biến khi người ta chào hỏi nhau đó. Những cái ý tưởng này nó được sử dụng rất phổ biến này các bạn này. Đây, những câu này người ta sử dụng rất phổ biến trong quá trình giao tiếp với nhau đó, trong quá trình nói với nhau, và đặt chúng dưới cái tiêu đề phù hợp. Ví dụ đặt tất cả những cái câu đây này nó phù hợp với bên này hay bên này, và bên này có nghĩa là gì và bên này nghĩa là gì, mình sẽ hướng dẫn các bạn và sau đó các bạn sẽ thực hành với những người bạn cùng lớp của mình, với đối tác của mình này. À, các bạn để ý này, cái cột này là starting a conversation này các bạn này, là cái cột bắt đầu cuộc hội thoại, bắt đầu quá trình hội thoại. Còn closing a conversation này là gì các bạn, là kết thúc đoạn hội thoại. Vậy thì cái câu nào ở trên này nó phù hợp với bắt đầu cuộc hội thoại và câu nào phù hợp với kết thúc đoạn hội thoại là chúng ta phải đặt nó đúng vào vị trí đó. Cái conversation này nó rất là quan trọng. Cái starting này, cái starting hoặc là closing này nó đều quan trọng như nhau các bạn nha. À, cái người Anh đọc là closing, còn người Mỹ là closing. Cái giọng Anh, giọng Mỹ nó hơi khác một tí các bạn nha. Các bạn lưu ý một tí, các bạn để ý một xíu là các bạn nhận ra ngay liền. Rồi, vậy thì mình hướng dẫn các bạn cái sự khởi đầu với cái sự kết thúc nó rất là dễ các bạn. Nó không có gì khó hiểu cả. Ví dụ chỗ này, good morning, hi. Cái này là đương nhiên rồi. Đây là chắc chắn là khởi đầu rồi, đúng các bạn. Vậy thì mình đánh dấu cột này là cột A, cột này là cột B chẳng hạn đi. Thế thì cái này chắc chắn là cột A rồi, đúng các bạn. Hi hoặc là good morning, chào buổi sáng hoặc là chào bình thường. Đó. Rồi ví dụ như mình này. Đây. Hello, how are you? How are you? Xin chào, bạn khỏe không? Tiếp tục nó cũng là cột A, đúng không? Đó, hello, what are you doing? Xin chào, dạo này thế nào? Bạn khỏe không? Cũng là cột A, đúng các bạn? Đây, cột 2, how is school? School cũng tiếp tục nó là cột A. Xin chào, cái việc học hành trường lớp thế nào rồi? Đó, còn tên đây thế nào? How's everything at school? Xin chào, cái mọi thứ ở trường lớp của bạn thế nào rồi? Cũng là cột A. Đó, đây là tất cả những cái này chúng ta có thể thấy là đó, rồi. Bây giờ đây tiếp tục đây nè. Đây cũng là cột A này các bạn này. Well, it's been nice meeting you. Rất là vui. À xin lỗi các bạn, cái chỗ này từ từ. Well, it's been nice to meet you, miss you. À đúng rồi. Cái này cũng tiếp tục là cột A. Tốt quá khi được gặp bạn. Đó, tốt quá khi được gặp bạn. Cũng là cột A đó các bạn. Như vậy là tất cả những cái này chúng ta thấy đều là cột A, rất là dễ đúng không? Rồi vậy thì còn lại này. Như sorry, I've got to go. Talk to you later. Xin lỗi, tôi phải đi và nói chuyện với bạn sau nhé. Thì nó là nằm cái cột B. Đó, à đây là còn đóng cái cuộc hội thoại lại, kết thúc cuộc hội thoại đúng không các bạn? Rồi, tương tự great, I see you tomorrow. Tuyệt vời, tôi sẽ gặp bạn vào ngày mai, cũng là cột B. Đó, đây là đóng kết thúc cuộc hội thoại. Đó, rồi catch you later. À, gặp bạn sau nhé, cũng là cột B. Đó, các bạn thấy chưa? Như vậy là nó có rất nhiều cái điều mà chúng ta cần phải quan tâm.
À mình xin lỗi các bạn, cái chỗ này là well, it's been nice meeting you, đây là cái cột B đó các bạn, chứ không phải là chào đầu tiên đâu, mà là nó là câu kết thúc để mình chuẩn bị mình đi hay là mình bận mình làm cái gì đó. À mình bảo ồ gặp bạn rất là vui, có thể là nói chuyện lần sau nữa đó. Cho nên chỗ này không thể là chào hỏi ban đầu các bạn nha. Đó, mình xin lỗi các bạn, mình không tập trung, mình quên để ý một tí. Rồi, như vậy là đấy, tất cả những cái cột A, cột B là chúng ta thấy hết rồi. À cái chỗ này là câu kết thúc của đoạn đối thoại này. Đó. Well, it's been nice meeting you là nó xứng đáng bên cột bên này. Rồi, như vậy là các bạn đã thấy được đâu là cột A, đâu là cột B rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta cứ bắt đầu mà chúng ta nói thôi. À, mình sẽ thực hành này, mình thực hành với bạn của mình này. Good morning, hi. Rồi bạn mình cũng có thể nói cột gì cũng được nào. Bạn mình cũng có thể là hello, how are you? How are you? Cũng là how are you đó. Cũng có thể là mình nói là how's everything at school? À, mọi việc ở trường lớp thế nào? Bạn mình cũng có thể trả lời là pretty good cũng được. Bạn mình cũng có thể nói là pretty good cũng được. À, pretty good là tốt đó. Cũng có thể nói là not bad, not bad. Đó, đó là tất cả những cái người ta có thể đáp từ tùy vào trường hợp, tùy vào tình huống các bạn nhé. Cũng có thể là có những câu mà nó có thể mang tính là ví dụ khi người ta cảm ơn mình, người ta thank you, người ta thank you mình thì mình phải sao các bạn? Đây, ví dụ người ta thank you mình. Đây, thank you. Thì mình phải hoặc là you welcome, đúng không nào? You are welcome, đúng không nào? Đó, hoặc là Don't mention it, hoặc là my pleasure, vân vân, tùy vào cái tình huống mà chúng ta giao tiếp. Còn cái khi người ta là I'm sorry, người ta xin lỗi mình có thể là that's okay cũng được. Đó, như vậy là cái cách để chúng ta phản xạ. Thực ra trong giao tiếp tiếng Anh, trong luyện nói tiếng Anh đó các bạn, là không phải là nói đúng hay nói sai mà nó phù hợp hay không phù hợp với các bạn ạ. Chứ mình đừng nói là cái câu nói này đúng, câu nói này sai, nó không hẳn như vậy. Mà bản thân nó là phù hợp với ngữ cảnh hay không, nó phù hợp với hoàn cảnh hay không. Đó, ví dụ buổi sáng mà các bạn bảo good evening là sai rồi. Buổi tối mà các bạn good morning là không được rồi, đúng các bạn. Đó, tương tự khi gặp những cái người quen biết của mình á, đã quen biết từ lâu rồi, thì mình có thể chào hỏi sao? How are you? Bạn khỏe không? Hi, how are you? Nam hay là hằng gì đó, vân vân. Còn nếu mình chưa quen người ta ngày nào hết mà mình bảo là how are you, bạn khỏe không, thì thực ra nó không có đúng hay nó không có sai, thực ra nó không hẳn là như vậy, mà là nó hợp lý hay không hợp lý, nó phù hợp hay không phù hợp. Mà thay vì cái người chưa quen biết đầu tiên á, chưa quen biết gì với mình á, thì mình chỉ cần có thể mình nói thế này các bạn nè, my name, mình có thể là đầu tiên mình giới thiệu mình trước liền, my name's Linh, nice to meet you. Đó, mình có nói bạn là người ta rất dễ chấp nhận. Đó. À mình tên là Linh, rất vui được gặp bạn, thì người ta rất dễ chấp nhận, chứ chưa gì mình đã như vậy mình hỏi how are you thì nó không có phù hợp lắm các bạn. Ý của mình là như vậy chứ không phải là đúng hay sai. Rồi, như vậy là các bạn cứ thực hành giao tiếp nha. Rồi trước khi kết thúc mình sẽ hướng dẫn các bạn nói cho chuẩn nè. Good morning, các bạn nhấn good morning, good, nhớ nhấn âm cuối một xíu, âm good morning, hi. Rồi, sorry, I've âm cuối này. Thực ra đây là cái từ viết tắt của từ have đó các bạn nha. I've là viết tắt của I have. I've got to go talk. Các bạn để ý âm cuối talk to you later. Người Mỹ đọc là later, người Anh đọc là later. Ok. Well, it's been nice meeting you. Đó. How's everything? Đó, chỗ này các bạn đọc nó vào nhau luôn. Bình thường nó là how's everything, mà khi mình đọc nói vào nhau là how's everything at school. Goodbye, see you later. Người Mỹ see you later, người Anh see you later. Đó. Rồi, bên này great, các bạn nhớ great. I'll, đây là viết tắt là I will, mà khi mình nói là I'll see you tomorrow. Nhấn âm more. Hello, nhấn âm lớn. How are you? Hello, what are you doing? Catch you later. Nhưng khi các bạn đi nói vào nhau, các bạn khi các bạn luyện nói là các bạn đọc kết nối vào nhau luôn. Catch you. Đó các bạn nhá. Catch you later. Đó. Hi, how is school? Cái chỗ này một số bạn đọc là school là không được các bạn nhá. Phải đọc là
school, cool, cool. Đó, như vậy đó các bạn nha. Rồi, như vậy là cái bài tập số 1 của phần luyện nói như thế này là đã kết thúc rồi. Hy vọng các bạn thích cái video này và các bạn nhấn đăng ký kênh để các bạn đón nhận thêm nhiều video hay các bạn nhé. Một lần nữa mình cảm ơn các bạn rất là nhiều và chúc các bạn một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Chào các bạn.